TikTok đánh đấu sĩ cực nổi bật top 4 toàn tốc tay TikToker bá chủ kỹ năng về vị tướng Superman. Anh tên thật là Nguyễn Thánh Toàn, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tham gia Liên Quân vào năm 2019. Tháng 7 2020, anh đã quyết định cùng vị tướng Superman khoác lên mình chiếc áo choàng quyền năng để giải cứu nhân loại. Với tổng số trận đấu là 3688 trận, đã mang về cho anh 12841 điểm chiến lược, 14 lần góp mặt ở danh hiệu top bảng xếp hạng server. Sẽ không có gì là sai nếu như nói cái tên trùm Superman đã và đang ngồi trên ngôi vị mà nhiều người mơ ước. Nguyễn Thánh Toàn, chàng sinh viên năng động cầm cho mình vị tướng Superman với sức mạnh phi thường, giải phóng quyền năng, thanh trừ tội ác. Top 3, Lian Omen, idol TikTok khá nổi bật trong giới Omen tại Việt Nam. Anh tên thật là Lưu Tiến Dũng, đến từ Quảng Ninh. Tính đến 2023, anh đã gắn bó với tựa game Liên Quân được 6 năm. 6 năm một hành trình, một tình yêu nồng cháy. Và Omen chính là người bạn đồng hành với anh trong nhiều năm vừa qua. Tuy chưa một lần góp mặt ở top 10 bảng xếp hạng Việt Nam, nhưng về kỹ năng thì thật sự không thua kém bất kỳ một quan trọng nào. Bậc ranh cao nhất mà anh đã từng đạt được trong thời gian qua là top 11 thách đấu Việt Nam. Đối với anh, một trận đấu cũng như một ván cờ, mỗi bước di chuyển đầy sự tính toán khiến kẻ thù không kịp trở tay. Top 2, YouTuber Lữ Bố Kiêu. Nhắc đến top idol Lữ Bố nổi bật tại Việt Nam thì thật sự không thể thiếu tên anh. Anh tên thật là Nguyễn Văn Dư, đến từ Gia Lai. Cái tên YouTuber Lữ Bố Kiêu thật sự đã quá quen thuộc với cộng đồng game thủ tại Việt Nam. Với tổng số điểm chiến lược cao nhất là 10.198 điểm, anh đã và đang góp mặt ở top 10 bảng xếp hạng Lữ Bố Việt Nam. Nhiều lần mang về cho mình danh hiệu top bảng xếp hạng server, thành lập kênh TikTok vào năm 2018. Tính đến 2023, kênh TikTok của anh cũng đã hơn 140.000 người theo dõi. Kênh YouTube của anh cũng đã trên mốc 30.000 người đăng ký, một kết quả thật sự xứng đáng. Như cái tên Lữ Bố Kiêu khoác lên mình bộ chiến bào oai dũng, cầm chứng minh thần binh phương thiên hỏa kích, xông pha chiến trận dẹp loạn quân thù. Top 1, idol Astrid Linh Áp Lực, cựu bài xếp hạng Astrid năm 2020. Anh tên thật là Nguyễn Xuân Linh, đến từ Quảng Bình. Nhắc đến Astrid, mình tin rằng sẽ rất nhiều người nghĩ đến anh đầu tiên. Tháng 1 2020, anh đã quyết định cùng vị tướng Astrid ngự kiếm bôn tàu sang hồ. Với tổng số trận đấu là 5.507 trận, đã mang về cho anh tận 13.529 điểm chiến lược, 122 lần góp mặt ở top bảng xếp hạng Việt Nam, 20 lần mang về cho mình danh hiệu cao quý top bảng xếp hạng server, đã và đang nhiều lần thống trị ngôi vị top 1 bảng xếp hạng Astrid Việt Nam. Bậc ranh cao nhất mà anh đã từng đạt được là top 33 thách đấu ở mùa giải thứ 25. Astrid trong tay anh thật sự là một nỗi áp lực, với mỗi pha thi triển cực kiếm khiến mọi kẻ thù phải bay màu.